We start. Chúng ta nghiên cứu tiếp cái phần bác bỏ ha. Bỏ. Thì bác bỏ là cái gì? Trong logic học thì nó được hiểu nó là cái thao tác của tư duy dựa trên các cái luận cứ chân thực và các cái quy tắc, các cái quy luật logic để mà chỉ ra cái sự giả dối hay là cái sự sai lầm của các cái luận đề, tức là cái một cái luận đề nào đó. Và bác bỏ cũng là một kiểu chứng minh nha, nhưng mà không phải là chứng minh tính đúng đắn chân thật của luận đề mà vạch ra cái sự giả dối hay sai lầm của luận đề. Bình thường người ta gọi là phản biện cũng được, phản biện cũng được ha. Phản biện tức là A nói một cái luận điểm và B thì phản biện cái luận điểm đó, tức là chứng minh luận điểm nó sai. À, nó sai. Thế thì cái việc mà chứng minh cái luận điểm nào đó nó sai á, có thể có nhiều cách chứng minh trong thực tế mà. Chỉ ra là nhân chứng nói là làm chứng là không không đúng, có làm chứng. Sự kiện đó nó diễn ra và người ta có thể chỉ ra thời gian không gian diễn ra chuyện đó, nó không đúng. Rồi thậm chí người ta chỉ ra trong cái bản thân cái lập luận cái người đưa ra cái luận đề nó không đúng. À, hoặc là sử dụng uy tín của một cái nhà khoa học hay là một cái tổ chức chính trị xã hội nào đó nó chính thống để chúng ta minh chứng cho cái luận điểm của mình để bác bỏ. Thì cái thực ra trong cuộc sống thì cái vấn đề về phản biện này hay là dựa trên những cái lập luận của chúng ta, rồi chúng ta chỉ ra rằng là một cái người nào đó đưa ra một cái quan điểm là sai. Còn thông thường thì chúng ta hay 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 bảo rằng là cái việc cãi lộn mà một số người cãi chày cãi cối ha, số người cãi chày cãi cối có nghĩa là họ không có lập luận chặt chẽ, không có những cái luận cứ để chứng minh cho cái luận đề của mình. À, một người thì có thể có những cái lập luận, có những cái minh chứng, có những cái luận cứ, nhưng mà một người còn lại thì chả có cái gì. Chả có cái gì. Thì nó dẫn đến dễ dẫn đến cái sự xung đột ha. Sự xung đột. Xung đột. Dễ dẫn đến sự xung đột. Thầy mới thấy có một cái bạn đó nhắn tin cho thầy này, bạn Thủy nè. Là 14 giờ đi 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 đi, đi tiêm vaccine. Dạ, dạ em đi tiêm vaccine đó thầy, tại vì vườn nó hẹn giờ đó nên em phải đi đó thầy. Rồi tại sao em không nói với Phường là em có lịch học và lịch kiểm tra giờ này sắp xếp cho em thêm buổi sáng? Dạ bên vườn nó không chịu thầy. Đã thử làm chuyện đó chưa? Dạ rồi, ba em có nói lên bên vườn rồi nhưng mà bên vườn nó nói là buổi sáng đông quá không được nên là xách cho em giờ đó. Mà buổi chiều là mà bắt đầu tiêm từ 14 giờ à? Hay là tiêm từ 13 giờ? Dạ tiêm từ 13 giờ nhưng mà nó sắp theo đợt có thầy, là theo tổ đi tiêm với thầy. Ừ thì em lo làm sao em cố gắng để em tiêm đi, rồi để em tranh thủ em chạy về nhé. Dạ, em cảm ơn thầy. À, ta trở lại cái bài là trong trong cuộc sống ta dễ bắt gặp những cái trường hợp cãi cãi nhau. À, và
À, người ta hay nói cãi nhau á, theo ngôn ngữ đời thường cãi nhau, cãi lộn. Thì chúng ta dễ bắt gặp là có một trường hợp, dạng trường hợp là người người A thì cãi rất là có lý, có tình, có minh chứng, có luận cứ rõ ràng. Người B thì cứ nghĩ là mình như thế là mình đúng, và mình đúng là bất chấp luôn, không cần lý do luôn. Mình nghĩ mình đúng, mình nghĩ cái chuyện đó nó như vậy là đúng. Trường hợp đó người ta gọi là bảo thủ. Mà thường thì xuất hiện trong những cái bàn nhậu thì dễ dẫn đến cãi nhau và đánh nhau. Đánh nhau, đánh nhau. Chỗ đó không có quan tòa. Mà tranh luận với những đề, những vấn đề toàn là vấn đề nhạy cảm ha. Nhạy cảm. Những vấn đề về thượng đế chẳng lẽ chả ai mà minh chứng thì chứng minh được luôn, cũng không chứng minh được luôn. Rồi tranh luận những vấn đề về chính trị xã hội, đặc biệt là lĩnh vực chính trị. Thì lĩnh vực chính trị chúng ta không đủ dữ kiện thì chúng ta không kết luận được gì hết á. Không đủ dữ kiện không kết luận được. Đôi khi những dữ kiện nó chỉ mang tính hiện tượng thôi, nó cũng không phải là bản chất, cho nên cũng khó kết luận luôn. Khó kết luận. Khó kết luận. Thì dễ dẫn đến sự xung đột. Sự xung đột. Và nếu như hai người mà cùng lý lẽ mà đều đều không có dựa trên một cái cơ sở nào đó trong lập luận hết, và chứ cứ mình đúng rồi người kia cứ nghĩ của mình cũng đúng, thế là cãi nhau. Bây giờ thì khi mà công nghệ, khoa học công nghệ phát triển ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái gì mà cãi không được thì lên Google search đó. Thì bây giờ Google nó trở thành một cái công cụ để trở thành cái nơi để mà kiểm chứng, để kiểm chứng. Thì ở đó tại sao là nơi kiểm chứng? Vì là ở đó là một số những cái kết quả nghiên cứu được công bố trên đó, hay là một số những cái tờ tạp chí, hay là những cái trang web nó chính thống á, mức độ mà người ta đánh giá, hay là lượt theo dõi, hay là lượt xem, lượt đọc nhiều á, và cộng đồng người ta thừa nhận, và thậm chí là các nhà khoa học thừa nhận cái tri thức đó, cái thông tin đó là đúng, thì nó lấy ra để mà làm luận cứ. Thì đó, kho tri thức của nhân loại nó nằm ở đó. Anh có thể search ở thông tin ở trang này, cũng có thể search là quan điểm của nhà khoa học kia, hay là một cái nhà tư tưởng nọ. Và đương nhiên là sẽ có những cái thông tin người ta search ra, người ta thấy rằng là nó vẫn còn đang tranh luận và chưa có ngã ngũ được. Hoặc là nó sẽ được xác quyết một cách rất rõ ha, bởi những cái thông tin. Ví dụ như đơn giản là cái việc cãi nhau về cái tỷ lệ người chết đó. Người chết do cái đại dịch Covid này ở Việt Nam, ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó. Người A thì nói là số này, người B nói số khác. Vậy thì họ phải phải bắt buộc là lên cái trang web của CDC, web chính thống để mà xem lấy dữ liệu, hoặc là trên website của Bộ Y tế, Bộ Y tế. Hoặc là họ cũng có thể qua cái thông tin kênh từ một cái tờ báo, báo mạng mà nó chính thống đó, tức là họ cũng dẫn lại cái nguồn từ CDC hoặc là Bộ Y tế, thì dùng cái đó, dùng cái số liệu đó để mà minh chứng. Thế thì trong cái hoạt động khoa học đó, thì người ta nói rằng đó là cái sự tranh luận để tìm kiếm chân lý, còn đời sống bình thường đó, thì là những người cãi nhau để chứng minh cho mình đúng thôi, và không có sự phát triển của khoa học gì cả. Tức là chứng minh cho cái sự hiểu biết của mình nó đúng đắn hơn người khác. Thì hai cái này là khác nhau chứ. Khác nhau. Mục đích của những người cãi nhau chỉ để tranh luận rằng một cái quan điểm đó đã đúng và được thừa nhận, cần được thừa nhận so với người còn lại. Chứ nó không làm cho khoa học đó phát triển, hoặc là nó không có tạo ra một cái tiền đề để nảy sinh những cái tri thức mới trong cái sự sự tranh luận đó. Tranh luận. Nhưng đôi khi có những cái sự tranh luận ha. Đôi khi có những cái sự tranh luận thì người ta có thể nhận diện được. Nhận diện được một cái hiện tượng xã hội để rút ra những cái bài học, hoặc là rút ra những cái tri thức từ những cái sự cãi lộn.
ví dụ như là cãi lộn của cộng đồng mạng vừa rồi của bà Phương Hằng với lại một số những cái giới nghệ sĩ. Thì hai luồng dư luận đó, nếu mà chúng ta nhìn ở góc độ xã hội học thì chúng ta xem như đó là một cái hiện tượng xã hội năm 2021 ở trên mạng. Thế rồi người ta sẽ rút ra cái hiện tượng xã hội này có thể nó để lại những cái hệ lụy gì, hoặc là nó có những cái đóng góp gì đối với cái xã hội trong việc minh bạch hóa thông tin. Còn đứng ở góc độ truyền thông thì nó cũng là một cái bài học rất là lớn đối với những chuyên gia chuyên về nghiên cứu về truyền thông, trong lĩnh vực truyền thông, để lý giải là tại sao một cái hiện tượng như lại bà Nguyễn Phương Hằng lại trở nên hot như vậy và có rất là nhiều những cái lượt xem như thế. Có phải chăng là vì bà giàu có? Có phải chăng là vì bà phù hợp với phong cách lối nói của những tầng lớp bình dân cho nên đa phần tầng lớp bình dân theo dõi? Đó chỉ là giả định thôi nhé, chứ hoàn toàn kể cả tri thức cũng theo dõi rất nhiều đấy. Thì họ sẽ tiến hành ngồi phân tích cái hiện tượng là cái sự tập trung vào một cái đối tượng như vậy trong cái phát ngôn của họ trên mạng xã hội, thì họ đã dùng cái ngôn ngữ như thế nào trong truyền thông, họ đã dùng cách lập luận như thế nào trong truyền thông, họ đã đưa ra những luận cứ như thế nào trong truyền thông, cách mở luận cứ của họ như thế nào trong truyền thông để nó đạt được cái hiệu ứng cao như thế. Có lúc là nó cao nhất lập kỷ lục ở Việt Nam. Ở đây tôi không có bàn là đúng sai, hay là tôi không có bàn cái chuyện là tham gia vào một cái cuộc tranh luận này á. Tôi chỉ nói là nhận diện về mặt truyền thông hoặc là nhận diện về mặt xã hội học. Và đương nhiên có cả những nhà văn hóa học cũng sẽ tham gia vào khi mà nhận diện, và đương nhiên là còn có liên thông đến cả yếu tố về pháp lý nữa. Và gần đây lại xuất hiện vấn đề về tôn giáo khi mà có những cái phát ngôn của bà Phương Hằng này. Thế thì điều đó nó cho thấy rằng là những cái cuộc tranh luận, nó có những cái cuộc tranh luận nó tạo nên cái hiệu ứng xã hội và nó rút ra những cái hiện tượng. Từ những cái hiện tượng đó nó có thể cấu thành những cái lý luận mới trong lĩnh vực truyền thông hay là các lĩnh vực khoa học sách và xã hội khác nhau. Đó là thầy đang ví dụ. Cho nên cũng có thể có những cái cuộc tranh luận mà nó hoàn toàn chỉ vì mục đích cá nhân thôi ha. Mục đích rất cá nhân là chứng minh thông tin đó đúng hoặc là sai. Mà thông tin đó không nó đã được kiểm chứng từ một cái tổ chức nào đó rồi. Từ một cái tri thức nào đó rồi. Nhưng cũng có những cuộc tranh luận của các nhà khoa học là để tìm kiếm chân lý, tức là phản biện những kết quả nghiên cứu khoa học để cho thấy rằng những kết quả nghiên cứu khoa học đó nó vẫn còn phải bổ sung, còn phải chỉnh sửa, còn phải hoàn thiện, và thậm chí có những cái nghiên cứu khoa học nó còn phải loại bỏ vì cái hệ lụy của nó có thể dẫn đến những cái nguy cơ mà hủy diệt nhân loại chẳng hạn, ảnh hưởng đến cả một cái cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia hay là một thể chế. Thì để chúng ta hình thành nên cái tư duy bác bỏ này thì ngoài cái quy tắc logic là chúng ta phải nắm. Và khi mà chúng ta hiểu các cái quy tắc logic và các cái quy luật logic rồi, thì cái việc mà chúng ta vận dụng để chứng minh cho một cái để bác bỏ một cái luận đề nào đó là rất cần thiết ha. Rồi khi mà bác bỏ thì đầu tiên chúng ta bác bỏ luận đề ha. Mà khi mà chúng ta muốn bác bỏ một cái luận đề nào đó thì chúng ta phải vạch ra cái tính giả dối của cái hệ quả được rút ra từ cái luận đề đó. Nó gọi là cái cách thứ nhất ha. Ví dụ đối với cái luận đề là bản chất và hiện tượng là hoàn toàn tách rời nhau, thì ta hoàn toàn có thể bác bỏ rằng là nếu bản chất và hiện tượng hoàn toàn tách rời nhau thì có nghĩa là hiện tượng không phản ánh bản chất. Và nếu hiện tượng không phản ánh bản chất thì người ta không thể hiểu được bản chất của sự vật. Nhưng mà trên thực tế cho thấy là con người hoàn toàn có thể hiểu được bản chất của sự vật. Điều đó chứng tỏ rằng không phải bản chất và hiện tượng
là hoàn toàn tách rời nhau. Cho nên có thể nói rằng là cái luận điểm bản chất và hiện tượng hoàn toàn tách rời nhau là một luận điểm sai lầm. Thế thì ở đây á, cái cách thứ nhất này là chúng ta bác bỏ hệ quả. Thì thông thường cái việc bác bỏ hệ quả này đối với một cái sự bác bỏ luận đề ở một trong trong trường hợp cụ thể ở trên ngoài thực tế nó nhiều. Đó. Cái này nó có thể bằng thực nghiệm cũng được. Đó. Một người A thì đưa ra luận đề là đồng không có dẫn điện. Một người B nói rằng là đồng không có dẫn điện, tại sao người ta làm dây đồng là cái dây điện và bóng đèn nó sáng. Như vậy nó bóng đèn nó sáng từ cái nguồn là cái dây điện bằng đồng, chính vì vậy đồng nó dẫn điện. Tức là lấy cái bản chất để bác bỏ cái luận đề, tức là lấy cái kết quả rút ra từ cái luận đề đó để bác bỏ cái luận đề ha. À, thì đó là phương pháp thứ nhất. À, và phương pháp này có thể là lập luận bằng ngôn ngữ cũng được, phương pháp này có thể là chứng minh trên thực tế cũng được luôn. À, ông đó ông nói bây giờ đồng không dẫn điện đúng không? Bây giờ ông lấy hai sợi dây đồng, ông đấu nối lại và ông cắm điện vào và thấy rằng là một cái vật là nó sáng, thì ông chứng minh nó, ông bác bỏ nó trên thực tế. À, thực tế. Cái cách thứ hai là chứng minh bằng 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 bác bỏ bằng cái việc chứng minh phản luận đề. Thế là muốn phản luận đề trên thì chúng ta chỉ cần chứng minh tính đúng đắn của phản luận đề, mà trong toán học ngày xưa chúng ta chứng minh là bằng bằng phản chứng. Tức là nếu phản luận đề đúng thì theo quy luật không mâu thuẫn thì luận đề phải sai. À, chỉ có đúng hoặc sai, nếu như nó sai thì là đúng hoặc là đúng hoặc thì nó lại sai, thế thôi, phản luận đề. Thế thì ví dụ như thế này, để bác bỏ luận đề là mọi thú không là loài đẻ trứng. Mọi thú không là loài đẻ trứng. Thì ta chứng minh phản luận đề của nó là đúng đắn như sau. Ngành sinh vật học cho biết rằng loài platypus, tức là thú mỏ vịt, là loài thú, và loài platypus đẻ trứng, vậy cho thấy loài thú đẻ trứng. Như vậy thì đây là một cái trường hợp chứng minh bằng cách sử dụng cái tam đoạn luận ha, để chỉ ra cái luận đề đó là sai, là sai, gọi là phản luận đề. Phản luận đề. Nếu luận đề đã khẳng định rằng mọi loài loài thú thì không có đẻ trứng, mọi loài thú không đẻ trứng, vậy thì chúng ta chỉ cần chứng minh phản luận đề của nó bằng cách là chúng ta chỉ ra một cái loài nào đó nó đẻ trứng mà nó cũng là loài thú, thì là luận đề đó nó sai, luận đề nó sai, nó thể hiểu như thế. Rồi. Phần thứ hai là chúng ta bác bỏ luận cứ nha. Cách thứ nhất để bác bỏ là bác bỏ luận đề. Thầy nhắc lại là bác bỏ luận đề nó có hai cách. Mà bác bỏ bằng cách là chỉ ra hệ quả của luận đề đó nó không có đúng ha. Hệ quả của nó sai. Hệ quả rút ra từ cái luận đề đó nó không đúng. Thứ hai là chứng minh bằng phản luận đề. Cái phần tiếp theo đó là bác bỏ luận cứ. Bác bỏ luận cứ tức là chỉ ra tính không chân thực, không đầy đủ của luận cứ. Không chân thực và không đầy đủ nha. Có những cái luận cứ nó chỉ đúng một phần thôi, nó không phải đúng toàn bộ. Và có những luận cứ nó chỉ đúng trong không gian thời gian cụ thể đó thôi, không gian thời gian khác không đúng. Ví dụ như là chúng ta bảo rằng là tiên đề thứ ba của Euclid đấy là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Thì nó chỉ đúng trong cái hình học mặt phẳng thôi, tức là trong không gian phẳng thôi. Còn trong không gian cong lồi và cong lõm thì nó phải là hình học của Lobachevsky hoặc là hình học của Riemann. Và nó chỉ đúng trong hình học mặt phẳng, cho nên bạn bảo rằng đưa ra một cái luận cứ đó là các tiên đề của Euclid đúng trong mọi mọi không gian là sai đấy, nó chỉ đúng trong không gian phẳng thôi. Đó. Phẳng. Rồi.
Thế thì luận cứ nó có những cái luận cứ mà khi người ta chứng minh người ta đưa ra, thì khi mà bạn mà muốn bác bỏ người ta đưa ra bao nhiêu luận cứ thì bạn phải bác bỏ bấy nhiêu luận cứ, và thậm chí bạn dùng nhiều luận cứ hơn để bạn bác bỏ luận cứ của họ. À, bác bỏ luận cứ của họ. À, họ chứng minh rằng là nhà khoa học A tuyên bố như thế, thì chúng ta chứng minh rằng là không chỉ nhà khoa học B tương phát ngôn trái ngược hoặc là chứng minh trái ngược với cái điều mà nhà khoa học A đã nói, mà còn có các nhà khoa học khác ở các quốc gia khác nhau hay là cộng đồng các nhà khoa học khác nhau khẳng định rằng là kết quả nghiên cứu đó nó không đúng. Có một cái ví dụ vui đấy, ví dụ vui để đây này, là thỉnh thoảng mẹ nhờ con gái nhỏ nhổ tóc sau thì một hôm thì bé mới thỏ thẻ là mẹ ơi sao tóc mẹ bạc nhiều thế, thì mẹ âu yếm mới trả lời như thế này: tóc mẹ bạc nhiều là tại con của mẹ hư lắm. Thì đứa bé mới ngây thơ hỏi và lại mẹ là: ủa vậy chắc mẹ hư hư lắm hả mẹ, con thấy tóc của bà ngoại bạc gần hết rồi. Thì cái lập luận của cái đứa bé này nó cho thấy là cái luận cứ của người mẹ đưa ra để giải thích cái luận đề của nó là không có đầy đủ. À, luận đề không đầy đủ. Cho nên là cái luận đề nó bị bác bỏ, tức là đứa trẻ bác bỏ luận đề của bà mẹ. À, bác bị bác bỏ luận cứ của bà mẹ là do nó hư. Thì đây là một ví dụ vui thôi á. Ví dụ vui. Còn trong cái hoạt động mà bác bỏ thông thường, chúng ta phải sử dụng số liệu này, chúng ta phải sử dụng cái kết quả nghiên cứu này, chúng ta phải sử dụng một cái nhân chứng thực tế nào đó này, như thầy nói đấy hả? Ông ta bảo rằng là 5 giờ chiều qua anh đã phạm tội giết người, đó là một cái luận đề, một kết luận luận đề. Thì cái người mà bác bỏ cái luận 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 cứ đó thì phải sử dụng tất cả những cái yếu tố để mà chứng minh rằng là anh ta không có mặt ở hiện trường, hoặc anh ta có mặt nhưng mà anh ta không phải là người giết người. Cho nên trong một cái cuộc tranh luận ở một phiên tòa thì thường là bác bỏ luận cứ nó phải sử dụng nhiều cái luận cứ khác nhau ha, để bổ trợ. Ví dụ này, với cái luận đề là anh ta đã phạm tội giết người vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua, thì người A chứng minh rằng là viện kiểm sát khởi tố thì với các cái chứng cứ gọi là chứng cứ đó, là tay anh ta dấu vân tay còn dính ở trên cái hung khí, camera ghi mặt lại dù không rõ nhưng mà nó là tướng của anh ta, hình dáng giống anh ta, bộ đồ mà anh ta mặc, rồi là có người đi ngang và thấy có dấu hiệu giống với anh ta ở trong cái căn nhà đó hoặc là nơi đó xảy ra vụ. Thế vì cái người B muốn bác bỏ lại cái những cái luận cứ vừa rồi thì phải chứng minh rằng là dấu vân tay đó không phải, mặc dù anh ta có cầm nhưng mà cái việc cầm dấu vân cầm đó nó là một cái việc mà người khác đã cố tình lấy dấu vân tay của anh ta in trên đó để làm hung khí và thực hiện cái hành vi dàn xếp vụ án. Hoặc là chứng minh rằng tại thời điểm đó anh ta đang đi du lịch ở Vũng Tàu, anh ta không có ở nhà, không thể thực hiện được hành vi đó. Thứ ba là trích xuất camera nhưng mà nhận diện khuôn mặt nó chỉ mang tính chất là 80%, nhưng mà dù 80% cho một cái vụ việc nó nghiêm trọng, có tính chất nghiêm trọng như thế thì cũng không đủ cơ sở để chứng minh. Và đương nhiên là để bác bỏ những cái luận cứ như vậy thì cần phải có cái tính logic trong cái lập luận nha. Rất logic. Đảm bảo đầy đủ cái tính logic trong lập luận. Còn đối với chúng ta thì trong cộng đồng khoa học cũng vậy thôi ha. Với một cái kết quả nghiên cứu của một cái nhà khoa học nào đó, ví dụ như là các bạn học dược ha, thì các bạn một ngày nào đó các bạn sẽ có cái công trình nghiên cứu khoa học khi mà bạn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực dược.
và bạn bào chế ra loại một loại loại thuốc hay bào chế là một loại vaccine, thì cộng đồng khoa học sẽ đi đi xem xét cái công trình nghiên cứu của bạn và họ sẽ phản biện, tiến hành phản biện. Thì cái phản biện ở đây có thể là để nhằm cho bạn chứng minh rõ hơn cái luận điểm của bạn, luận cứ của bạn và luận đề của bạn và cái kết luận của công trình nghiên cứu của bạn. Đúng rồi. Hoặc là họ cũng phản biện để họ chỉ ra rằng là kết quả nghiên cứu của bạn là nó không đúng, nó không phù hợp. Thì họ cũng sẽ phải dùng luận cứ để bác bỏ luận cứ của bạn, họ phải dùng sử dụng luận thì họ cũng sẽ phải sử dụng những công cụ của lĩnh vực khoa học đó ha, để bác bỏ, để chứng minh cho cộng đồng khoa học thấy là nó có giá trị hoặc không có giá trị đấy. Và trong trường hợp bác bỏ đó thì là dùng để chứng minh cái tính chất sai lầm, sai lầm. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong các trong công trình nghiên cứu và kể cả các luận văn luận án đấy, khi mà đưa ra hội đồng thì sẽ có cái hội đồng đánh giá, thì trong đó phải có những cái người phản biện được giao nhiệm vụ phản biện chính, phản biện một cũng phản biện hai, và các cái thành viên cũng nhận xét. Thì hai cái thành viên phản biện đó là đối với một cái luận án tiến sĩ chẳng hạn, thì phản biện một và phản biện hai là rất quan trọng, rất quan trọng. Họ cũng sẽ đưa ra những cái lập luận để bạn giải thích rõ hơn, để bạn minh chứng một cách thuyết phục hơn cái kết quả nghiên cứu của bạn, các cái luận cứ của bạn, các cái luận đề mà bạn đưa ra. Nhưng họ cũng sẽ bác bỏ nó nếu như họ cảm thấy rằng những cái luận cứ đó, những cái minh chứng đó đưa ra là sai lầm, là không phù hợp, thì họ sẽ bác bỏ. Ở trong trường hợp đó họ cũng sẽ dùng luận cứ. Rồi thứ ba là bác bỏ luận chứng ha. Bác bỏ luận chứng thì tức là cách lập luận của chúng ta dựa trên những cái sai lầm, những cái vi phạm các cái nguyên tắc, cái quy luật logic trong cái phép chứng minh của họ. Chúng ta tìm thấy rằng là luận đề, luận cứ, luận chứng của họ nó liên kết lại và nó tạo ra cái tính mâu thuẫn, ví dụ như thế. Nó không không phù hợp với các cái quy tắc logic chẳng hạn. Ví dụ như tiền đề đúng thì kết luận phải đúng trong tam đoạn luận đơn, nhưng mà tiền đề họ đúng nhưng mà kết luận sai chẳng hạn, ví dụ thế, không đáp ứng được. Thì đây ví dụ như là anh A nói là trận này Việt Nam nhất định thắng Philippines, thì anh B hỏi là cơ sở nào để mà khẳng định rằng là như vậy, thì anh đang lập luận là Thái Lan là đội thắng Philippines mà Việt Nam là đội thắng Thái Lan, vậy nhất định Việt Nam là đội thắng Philippines. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng rằng là đây được xem như là cái tính chất bắt cầu á hả, mặc dù luận cứ cũng rất là chân thật nhưng mà cái sức thuyết phục của nó là chưa thực sự hợp logic. Chúng ta thấy là luận cứ nếu mà xét về mặt quy luật logic á, thì cái luận chứng ở phía trên là một cái tam đoạn luận thuộc tính đơn, mà cấu trúc của một cái tam luận đoạn luận thuộc tính đơn đó là nó có ba thuật ngữ, có ba thuật ngữ, trong khi cái suy luận tên nó tới bốn thuật ngữ ha, bốn thuật ngữ. Thuật ngữ thứ nhất là Thái Lan, thuật ngữ thứ hai là Việt Nam, thuật ngữ thứ ba là đội thắng Philippines, và thuật ngữ thứ tư là đội thắng Thái Lan. Do đó cái luận chứng mà anh A này anh đưa ra là nó bị bác bỏ vì cái luận đề nó không có được công nhận, nó không được công nhận. Luận đề không được công nhận tức là Việt Nam nhất định thắng Philippines dựa trên cái luận chứng của anh ta nó không 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 phù hợp với cái cấu trúc chuẩn của một cái tam đoạn luận thuộc tính đơn. Tức là có thể nó xảy ra chứ nó không không chắc chắn được nha. Anh ta có thể lập luận bằng cái luận chứng như vậy và anh ta đưa ra là cái khả năng là có thể có,
chứ anh ta không có được phép khẳng định bằng cái luận đề là nhất định thắng. Nhất định thắng không được. Nhất định thắng là một khẳng định này, một khẳng định thắng hoàn toàn. Khẳng định thắng hoàn toàn. Nhưng mà với cái luận đề này thì không cho phép chúng ta suy ra luận rằng là nó có thể thắng hoàn toàn được nhé. Nó có thể thôi. Tỷ lệ nó cũng không biết là tỷ lệ bao nhiêu. Mặc dù dựa trên cơ sở thực tế, cái tính chất bắt cầu. Rồi thì đấy là cái phần bác bỏ đấy các em nhé. Cho nên dựa trên các cái quy luật logic chúng ta hoàn toàn có thể bác bỏ được. Và chúng ta nhạy cảm trong cái việc phát hiện ra họ dùng những cái từ này. Những cái từ như thế này, nhất định thắng này, với lại cái luận cứ như thế này. Để mà chúng ta coi thử lần là luận cứ đó nó có chắc chắn hay không, mà nó có thuộc về cái loại ngụy biện hay không. Rồi cái phần cuối cùng của cái bài học cái chương trình học chúng ta đó là cái phần ngụy biện. Thì chúng ta biết rằng là ngụy biện trong đời sống là rất thường gặp, và đôi khi chúng ta sử dụng trong ngôn ngữ thông thường của mình đó, là chúng ta ngụy biện mà chúng ta cũng không biết, hoặc là người khác dùng từ ngụy biện, dùng ngụy biện nhưng mà chúng ta không biết. Thế vì trong thực tế thì ngụy biện nó tồn tại dưới dạng những cái tư tưởng ha, những cái suy luận mà ở cái bề ngoài, vẻ bề ngoài của nó thì chúng ta thấy nó đúng, nó hợp lý, nhưng mà khi mà suy xét một cách kỹ lưỡng thì chúng ta thấy những cái tư tưởng suy luận đó nó sai lầm, và nó sai lầm là do nó vi phạm những cái quy tắc logic, và người ta gọi những cái sai lầm không cố ý là ngộ biện, còn cố ý tức là ngụy biện nha. Tức là có những cái sai lầm trong suy luận thì do ngộ biện thôi, vì người ta không có cố ý, nhưng mà anh ta cố ý sử dụng cái phương pháp hay là cái loại hình ngụy biện nào đó để phục vụ cho một cái mục đích cá nhân thì gọi là ngụy biện. Và ngụy biện là một cái sự cố ý mà nhằm để mà vi phạm những cái quy tắc logic trong cái suy luận để đánh lạc hướng người khác, người nghe, người đọc, và làm cho người khác lầm tưởng cái sai là cái đúng và cái đúng là cái sai. Cho nên ở một cái chừng mực nào đó, sự ngụy biện nó mang ý nghĩa tiêu cực như các em. Ý nghĩa tiêu cực chứ không? Nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên thì trong các cái lập luận của các cái luật sư đấy, hoặc là trong các cái bài phát biểu của các cái vị nguyên thủ quốc gia đấy, hay là những người làm trong lĩnh vực chính trị, hay là một số những cái, thậm chí là một số những lĩnh vực tôn giáo, thì họ thường sử dụng những cái cấu trúc, hoặc là có những cái nội dung nó khó kiểm chứng, hoặc là nó lập luận, hoặc là họ dùng luôn cả những cái thuật ngụy biện để bảo vệ cái luận điểm của họ. Chờ lại một phút. Chúng ta trả lại ha. Thế thì ngụy biện nó có những cái loại nào ha? Chúng ta có cái loại ngụy biện liên quan đến luận đề, có những loại ngụy biện liên quan đến luận cứ, và có những loại ngụy biện liên quan đến luận chứng. Tuy nhiên thì cũng có một cả vài cái cách phân loại khác, mà thực ra thì nó cũng nằm trong cái cách chung này thôi. Thì cái cách phân loại khác là ngụy biện hình thức và ngụy biện phi hình thức ha. Ngụy biện hình thức tức là ngụy biện mà nó vi phạm cái lỗi của cấu trúc logic hình thức á.
Ví dụ nè, trong cái ví dụ này nè, chúng ta thấy rất là rõ nó vi phạm cấu trúc logic hình thức nè. Trong cái ví dụ này đây, chúng ta có cái tam đoạn luận ha. Nếu nghĩ về việc học thì bạn đang tư duy, đó là tiền kiện hay gọi là đại tiền đề. Và chúng ta có phán đoán thứ hai là bạn không nghĩ về việc học, bạn không nghĩ việc học, đó là hậu kiện ha. Và chúng ta có cái kết luận là bạn không tư duy. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái tam đoạn luận mà chúng ta nhìn thấy đó, thì cái kết luận là bạn không tư duy là có thể được rút ra từ hai cái tiền đề đó phía trên không? Kết luận này có thể được rút ra từ hai cái tiền đề phía trên không? Ai nói thì nghe coi. Cái kết luận phủ định phán đoán tiền đề hả thầy? À đúng rồi. Dạ được không? Được không? Được. Nếu nghĩ về việc học thì bạn đang tư duy, bạn không nghĩ về việc học, bạn không. Dạ được ạ. Sao được, nếu tôi không nghĩ về việc học mà tôi đang nghĩ về cái việc là chiều nay tôi ăn cái gì thì tôi cũng là tư duy chứ. Nhưng mà nếu như mà xét theo hình thức thì mình không xét tới nội dung, mình chỉ xét tới cái việc học logic hay không thôi. Thì cái việc học logic đây là một cái phán đoán, nếu nghĩ về việc học mà, giả định mà. Nếu nghĩ về cái việc hậu học kiện nó đang phủ định cái tiền kiện. Dạ vậy không được. Nếu nghĩ về việc học thì bạn đang tư duy, bạn không nghĩ về việc học thì tôi vẫn tư duy được chứ. Tôi vẫn có thể tư duy bình thường nếu tôi dạ, không được, nghĩ dạ, về việc dạ, học. Dạ. Dạ không được, không được. Ở cái ví dụ thứ hai đấy thì chúng ta thấy rằng là phán đoán thứ nhất là macaron là sinh vật hư cấu. Và phán đoán thứ hai đó là nàng tiên cá là sinh vật hư cấu. Vậy thì nàng tiên cá là macaron. Thế thì có quyền lập luận và suy luận ra như vậy không? Cái kết luận đó được rút ra từ hai cái phán đoán tiền đề như thế là đúng không? Ừ, thầy là sai. Sai, sai vì sao? Hay là ở đại tiền đề thì m không chu trung từ không chu duyên, ở tiểu tiền đề em trung từ cũng không chu duyên. Tức là nếu chúng ta xét về mặt cấu trúc logic thì trung từ không chu duyên ở cả hai tiền đề, vì vậy đây không phải là quy luật logic nha. Chúng ta đã học rồi cái suy luận với cái phán đoán là tam đoạn luận với cái phán đoán là phán đoán đơn đó. Cho nên nếu trung từ mà không không chu duyên ở ít nhất một hoặc hai tiền đề, ít nhất một trong hai tiền đề thì nó không phải là quy luật logic. Vì hôm bữa chúng ta đã nghiên cứu rồi ha, trong các cái quy tắc. Quy tắc thứ nhất là trung từ phải chu duyên ở ít nhất một tiền đề. Rồi, cái loại thứ hai, cái loại thứ hai
là cái loại ngụy biện phi hình thức. Thì cái loại ngụy biện phi hình thức này, cái lỗi nó không phải là vi phạm cấu trúc logic, mà nó là vi phạm cái nội dung của cái suy luận. Ví dụ như các cái tiền đề không có liên quan với nhau, các cái loại tiền đề không có liên quan với nhau, tự nhiên kết luận là nó liên quan với nhau, thì đó là lỗi, do lỗi của cả cái suy luận đó. Hoặc là có những cái loại ngụy biện mà cái tiền đề không chấp nhận được. Ví dụ như những cái loại tiền đề nó liên quan đến những cái vấn đề mà không có, có chứng minh được, không hiện hữu, tức là không chân thực, không rõ ràng, không đáng tin cậy, thì những cái loại tiền đề mà nó không rõ ràng, không chân thực như vậy, không đáng tin cậy như vậy, thì nó cũng dẫn đến cái kết luận hay là cái lập luận của chúng ta nó không đáng tin cậy ha, và nó bị liệt vào ngụy biện. Rồi, cho nên cái chữ hình thức ở đây chúng ta lưu ý ha, hình thức đây là logic hình thức á, xét về mặt cái cấu trúc logic đó là hình thức của logic ngôn ngữ vị từ ha. Phi hình thức tức là phi cái tính logic hình thức, hiểu không ta? Và khi mà căn cứ vào cái thủ pháp đó, thì chúng ta có rất nhiều loại ngụy biện ha. Thậm chí là các bạn đọc mình có những cái loại chuyên về về sách về ngụy biện, nó để ra hàng trăm loại ngụy biện lần chứ không phải là ít đâu. Ở đây nó thầy đó, thầy đưa lên một vài những cái thì chúng ta thấy rõ. Thứ nhất là loại ngụy biện sai nhân quả. Thứ hai, loại ngụy biện lập luận vòng quanh. Loại ngụy biện diễn đạt mập mờ. Loại ngụy biện dựa vào uy tín cá nhân. Loại ngụy biện dựa vào dư luận đám đông. Loại ngụy biện xem biến cố ngẫu nhiên như là một tất yếu. Loại ngụy biện khái quát một cách vội vã. Loại ngụy biện dựa vào sức mạnh. Loại ngụy biện dựa vào tình cảm cá nhân. Loại ngụy biện đánh tráo luận đề, vân vân, nhiều. Còn đây ví dụ như là một cái loại ngụy biện này, ví dụ như ngụy biện khẳng định hậu tức này. Tôi ví dụ này, nếu tôi làm rơi một chiếc cốc thủy tinh nó sẽ vỡ, tôi làm rơi chiếc cốc thủy tinh này vì thế nó vỡ, đây là một cái suy luận hợp lý, hợp logic. Nhưng mà nếu nói thế này nè, nếu tôi làm rơi một chiếc cốc thủy tinh nó sẽ vỡ, chiếc cốc thủy tinh này vỡ do đó tôi làm rơi à, thì cái loại ngụy biện này là cái thứ hai, loại hình thứ hai đấy là loại ngụy biện đấy. Và cái thủ pháp cho cái loại lập luận này đó là trộn lẫn giữa tiền đề và hậu thức, giữa tiền đề và hậu thức trộn lẫn vào nhau à. Thì đây là một cái hình thức ngụy biện ha, ngụy biện mà người ta dùng cái tên gọi đó là khẳng định hậu thức. Khẳng định hậu thức. Chiếc cốc thủy tinh này vỡ thì có thể đâu có phải là do tôi làm rơi, có thể con mèo nó nhảy làm rơi nó thì sao, có thể một ngọn gió nó luồn qua khe cửa mạnh quá làm rơi chiếc cốc thủy tinh này cho nên nó vỡ, chứ đâu nhất thiết là tôi phải làm rơi đâu, tôi đã làm rơi phải. Anh lấy hậu thức để anh khẳng định thì đó là một hình thức rất là ngụy biện, gọi là ngụy biện khẳng định hậu thức nha. Ví dụ như tiếp theo này, một loại hình thức mà khẳng định ngụy biện sai nhân quả này, là sai nguyên nhân này. Bảo rằng là tôi sẽ không lập gia đình, lập gia đình sẽ có thêm nhiều trách nhiệm chưa kể tới việc mất tự do. Hãy suy nghĩ về những khoản chi phí nuôi con cái và lo cho chúng học đại học. Bên cạnh đó còn phải gánh nặng về gia đình, nhà vợ, vân vân. À,
Thì đây là một một cái đoạn văn mà nó cho thấy cái sự ngụy biện sai nguyên nhân. Sai nguyên nhân. Thủ pháp là chúng ta thấy rằng là bất kỳ một cái sự việc nào đó thì chúng ta luôn luôn phải xem ở hai mặt của nó là ưu điểm và khuyết điểm. Tuy nhiên thì trong cái đoạn văn này chỉ nhìn thấy cái nhược điểm của cái việc lập gia đình thôi. Đây. Lập gia đình thôi. Đó. Chỉ nhìn thấy một phần trong toàn bộ cái ưu điểm và cái khuyết điểm và tuyệt đối hóa nó để trở thành nguyên nhân cho cái việc là mình không lập gia đình. Thì cái cách nói này được coi là một cái cách ngụy biện sai nguyên nhân. Sai nguyên nhân. Rồi. Một cái loại hình ngụy biện khác nữa đó là ngụy biện dựa vào uy tín cá nhân nè. Ví dụ như trường hợp hai bạn Quang và bạn Bình tranh luận với nhau về nguồn gốc của sự sống trên trái đất. Bạn Bình bảo với bạn Quang rằng là chắc chắn là sự sống trên trái đất có nguồn gốc từ vũ trụ. Bạn Quang không có đồng ý và đòi hỏi Bình phải chứng minh ý kiến đó, thì Bình nói như thế này. Viện sĩ Vernadsky, cha đẻ của môn môi trường sinh thái đã nói như vậy. Thì cái hình thức mà ngụy biện này đó là một hình thức mà chúng ta dựa vào uy tín cá nhân của người khác để mà làm minh chứng cho cái lập luận của mình. Minh chứng cho cái lập luận. Trường hợp này cũng là một cách chúng ta sử dụng ngụy biện để chúng ta giành chiến thắng trong tranh luận ha. Và đối với khoa học á thì trường hợp này nó không hẳn là xấu nha các em. Nó không hẳn là xấu. Nếu như mà viện sĩ Vernadsky này là một người có uy tín trong cái lĩnh vực về 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 sự sống ha, về nguồn gốc của sự sống. Ông ta có rất nhiều những công trình nghiên cứu khác nhau. Ông ta là người tiên phong mà cả thế giới này biết đến như là một cái học thuyết về cái lĩnh vực này. Thì cái lập luận ngụy biện này nó cũng có một phần giá trị của nó như là một cái sự thừa nhận rồi. Sự thừa nhận của nhân loại, của cả thế giới. Tuy nhiên thì là cái việc sự sống trên trái đất này thì cái ông nghiên cứu về môi trường sinh thái này thì chưa hẳn đã có cái kiến thức về về sự sống trên trái đất nha các em. Cho nên trong trường hợp này có thể hiểu đây là một cái loại ngụy biện, vì đây không phải là một cái chuyên gia, một cái chuyên gia trong một cái lĩnh vực nghiên cứu về sự sống của trái đất. Môi trường sinh thái, nhưng mà ông ta có thể nổi tiếng ở một cái góc nào đó trong môi trường sinh thái thôi. Sự ô nhiễm môi trường chẳng hạn, ông ta nghiên cứu như thế. Thì cũng không hẳn để chứng minh cho cái tính đúng đắn của cái luận đề. Cho nên trong khoa học thì người ta sẽ trích rõ luôn. Tức là giáo sư A, tiến sĩ A, hay nhà nghiên cứu A, nhà bác học A đã từng nói trong cái tác phẩm A nào đó. Và trích cái câu đó vào. Và dưới phải để trích dẫn sách tên gì, trang mấy, xuất bản năm nào. Và đương nhiên trong khoa học thì không chỉ có một ý kiến mà phải đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Nếu tất cả các nhà khoa học đều cũng có lập luận tương tự như vậy thì chúng ta hoàn toàn có quyền quy kết. Thì còn trong trường hợp này có thể gọi là dựa vào uy tín cá nhân. Rồi. Tiếp theo đó là loại ngụy biện dựa vào đám đông. Đám đông.
Ví dụ như một cái mẫu quảng cáo, người ta nói là Bones, hàng triệu phụ nữ Việt Nam tin dùng. Ví dụ thứ hai là căn cứ vào việc là ai cũng nói họ nghĩ A lấy cắp đồ của B. Thì B đưa ra cái kết luận là vậy A là kẻ ăn cắp đồ mình. Chúng ta thấy ở cái ví dụ thứ nhất là trên cái mẫu quảng cáo Pons, hàng triệu phụ nữ Việt Nam tin dùng, thì cái slogan đó, cái khẩu hiệu của cái nhãn hàng này nó đang dùng cái thủ pháp ngụy biện để mà nó PR cái thương hiệu của mình ha. Hàng triệu thôi. Trong 100 triệu triệu dân mà chỉ có 2 triệu mốt sử dụng phone, còn 10 triệu hoặc 20 triệu khác sử dụng cái nhãn hàng của thằng Vaseline hoặc là Unilever, Rejoice hay là các cái nhãn hàng khác như Double Rich vân vân. Thì cái cách mà người ta sử dụng cái loại ngụy biện này để cho thấy rằng là khách hàng cảm tưởng rằng là rất nhiều, hầu hết tất cả các cái phụ nữ Việt Nam là tin dùng cái sản phẩm này, hàng triệu, một số rất lớn, và dường như là nó làm cho người ta có cảm giác là tất cả, tác động vào tư duy và nhận thức của người. Ở cái ví dụ thứ hai là nghe mọi người nói là nó lấy cắp đồ của mày á. Ừ, vậy là chắc là nó lấy đồ của tao chứ ai. Đó, kiểu như vậy. Tức là đám đông, lấy đám đông để phụng sự cho một cái mục đích nào đó. Ví dụ thế này, chúng ta thấy hay nhiều người hay sử dụng những diễn giả, những người mà chính trị gia hoặc là những cái chính khách hay là những cái người mà hay nói chuyện trước công chúng, thì họ hay dùng đám đông. Những câu như thế này là đám đông. Tôi nghĩ rằng tất cả ai trong chúng ta trong cái phòng này, hay là đa phần, hay là hầu hết tất cả những người đang ngồi đây trong khán phòng này đều đồng ý với tôi rằng, hay đồng ý với chúng ta đều đồng ý rằng, đó, lấy đám đông để phụng sự cho mục đích của mình. Tất cả mọi người đang ngồi trong khán phòng ở đây, tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng yêu chuộng hòa bình, hay là vững tin bởi một cái lý lẽ chính đáng. Đó là một cách nói ngụy biện. Tất cả ai chúng ta ngồi đây trong cán phòng xét xử này đều có cảm giác rằng anh ta có một cái khuôn mặt hiền lành, và đó không phải là một dấu hiệu cho kẻ phạm tội. Đó là một cách nói rất là ngụy biện. Vẻ mặt hiền lành không hẳn là anh ta không phạm tội. Nhưng mà lấy đám đông để chứng minh hoặc là làm cho cái lời nói hay cái lập luận của mình nó có thêm sức nặng. Thì đó là cách sử dụng đám đông để mà phán đoán, quy kết một cái xu hướng nào đó, một cái bản chất nào đó của một cái sự việc nào đó ha. Gọi là người viện dựa trên đám đông. Ví dụ khác là người viện dựa vào sức mạnh nè. Ví dụ như chàng trai và cô gái tranh luận với nhau nè. Không ai chịu thua ai cả. Và cô gái thì bật khóc và cho rằng là anh chẳng bao giờ chịu nghe lời em cả. Và khi mà thấy nước mắt của người yêu thì chàng trai đã vội vã nói thôi đừng khóc, em đúng rồi. Đúng rồi. Thì ngụy biện dựa trên sức mạnh này có nghĩa là sử dụng vũ lực hoặc là một cái hình thức nào đó tương tự như vũ lực. Để ép người khác phải chấp nhận cái quan điểm của mình. Thì trong cái ví dụ này, trong cái trường hợp này là cô gái đã sử dụng cái nước mắt của mình như là một cái vũ khí.
để ép người 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 yêu cái thừa nhận. À, mặc dù là anh ta có thể không 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 thừa nhận nó về mặt tranh luận, nhưng mà anh ta bắt chấp chấp nhận phải thừa nhận, thừa nhận nó vì nước mắt của cô ấy. Tương tự nếu mà chúng ta có thể sử dụng vũ lực thì vũ lực bằng nhiều cách ha, có thể vũ trực thực sự. À, bạn không thừa nhận chân lý của tôi thì tôi sẽ xua quân đập nát bạn, như là Trump đã từng dọa Taliban vậy. À, Trump đã từng nói trong thương thảo rằng là nếu mà cái cuộc rút quân khỏi khỏi Afghanistan mà lực lượng Taliban làm tổn hại đến một người lính Mỹ nào thì ông ta sẽ cho quân đội đàn áp bằng một cái loại vũ lực chưa từng thấy, chưa từng thấy. Đó là một cách sử dụng vũ lực để phải thỏa hiệp trong cái việc rút quân êm đẹp chẳng hạn. Tuy nhiên đó thì dạo gần đây thời sự cũng nhắc lại về cái việc là Trump đã lên phương án rất kỹ cho cái việc rút quân khỏi Afghanistan khi mà Taliban chiếm đóng. Tuy nhiên thì đã có người chết, việc rút quân không suôn sẻ, không theo lộ trình, vẫn để lại vũ khí và Taliban hưởng lợi hàng tỷ đô vào vũ khí của Taliban hiện giờ là với cái sự sở hữu từ Mỹ đó, là quân đội của Taliban là rất mạnh. Cho thấy là một cái khủng hoảng nhân đạo trong cái việc trốn chạy khỏi Afghanistan, khỏi một cái sự thanh trừng của cái Taliban, làm cho thế giới trở nên bất an và Mỹ cũng đã mất đi cái uy tín trong cộng đồng của thế giới với tư cách là một cường quốc. Rồi, ngụy biện trắng đen. Ví dụ như nếu người chơi với ta thì ngươi là bạn của ta, nếu người không chơi với ta thì ngươi là kẻ thù của ta. Thì cái thủ pháp để mà đưa ra cái loại ngụy biện này đó là nói lên cái khả năng đối lập, tức là các loại ngụy biện, các khái niệm nó mâu thuẫn với nhau và quy kết nó về hai cái thái cực. Và do đó nếu như mà không ở thái cực này thì sẽ ở thái cực còn lại, và nó loại bỏ tất cả những khả năng khác. Thì đây cũng là một cái gọi, một cái phương pháp gọi là ngụy biện trắng đen. Ngoài ra các loại ngụy biện khác là sai nguyên nhân. Cái này nó đã có cái nãy ha, cái này nói thêm thôi. Ví dụ như là sở hữu súng là nguyên nhân chính của tội phạm hình sự. Sự thịnh hành của súng ống tại Mỹ trùng khớp với tỷ lệ tội phạm hình sự cao. Khi bạo lực đang còn nằm trong suy nghĩ thì súng ống đã nằm đầy xung quanh. Thì chúng ta thấy rằng là cái thủ pháp ngụy biện này là giả định rằng các sự kiện xảy ra cùng nhau thì có mối liên kết nguyên nhân với, và chối bỏ những khả năng có sự trùng hợp này là do sự vận hành của các nhân tố bên ngoài tác động riêng lẻ đến từng sự kiện riêng biệt. Tức là tội phạm hình sự tăng có thể không phải là do súng ống thịnh hành, và sự thịnh hành của súng ống là không nhất thiết là phải dẫn đến cái tỷ lệ tội phạm cao. Và tỷ lệ tội phạm cao trong một thời điểm thì nó cũng không đủ cơ sở để khẳng định là do súng ống mà gây ra. Bạo lực xảy ra có thể là do nguyên nhân là bất bình đẳng xã hội, hay là tội phạm hình sự xuất hiện là do rất nhiều những cái tổ chức khủng bố nó đã cải trang thành dân thường để mà gây ra những cái vụ thảm sát, ví dụ như thế. Thế là có thể có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mà thường là lấy hai cái nguyên nhân gần với nhau tại một thời điểm để quy chụp vào nhau. Nó chỉ là một khả năng để xem xét thôi, chứ nó không được phép quy kết nha. Hai sự kiện diễn ra cùng lúc mặc dù có liên đới với nhau, nhưng cũng không được phép quy kết nó hoàn toàn là nguyên nhân của sự kiện còn lại. Đó có thể hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà do các nguyên nhân tác động cùng một lúc đối với hai đối tượng nó xảy ra.
nó sẽ ra. Rồi ví dụ như là ngụy biện nhân quả sai nữa, ví dụ như thế này: Mỹ và Anh đánh Iraq về nguồn gốc dầu lửa của nó, nhưng lại nói rằng là do Iraq của Saddam Hussein là tàn trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt và tài trợ cho khủng bố, tài trợ cho IS ấy. Vì lý do nguồn gốc là từ dầu lửa muốn chiếm đóng, nhưng lại lấy lý do là tài trợ cho IS và chứa vũ khí hủy diệt hàng loạt, cho nên sau đó là đánh chiếm Afghanistan thì không tìm thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt nào cả, nhưng mà cũng đã giết chết Bin Laden. Rồi, trong cuộc tấn công Iraq. Ví dụ như là người nhà của bệnh nhân thì bị bệnh tim mạch lâu năm, đưa bệnh nhân ấy vào bệnh viện để cấp cứu. Sau một khoảng thời gian kiểm tra trạng thái bệnh thì bác sĩ thấy bệnh nhân đang ở cơn nguy kịch, liền nhanh chóng can thiệp về hệ tuần hoàn của bệnh nhân. Và ngay sau vài thao tác mổ xẻ của bác sĩ thì bệnh nhân tử vong. Và sau đó thì người nhà bệnh nhân đã vây bác sĩ lại hành hung, vì họ cho rằng là bệnh nhân chết ngay sau khi các cái thao tác can thiệp của bác sĩ. Vậy mà cách can thiệp của bác sĩ là nguyên nhân khiến cho bệnh nhân tử vong. Thì đây cũng là một cái loại nguyên nhân ngụy biện sai nhân quả ha. Cái loại ngụy biện này là lấy cái biến cố hay là lấy cái kết quả ngay sau đó để quy chụp cho cái nguyên nhân từ từ trước đó, lấy cái biến cố để quy chụp cho cái nguyên nhân dẫn đến. Cho nên ở trong trường hợp này thì có thể đâu có phải là bác sĩ thao tác thì tử vong đâu. Anh ta đã bị bệnh tim mạch lâu năm cho nên là cái khả năng anh ta bị suy tim rất là lớn, chứ không phải là tay nghề của bác sĩ yếu dẫn đến cái sự tử vong của anh ta. Trong tình huống khẩn cấp bắt buộc phải cứu người ha, nếu không cứu thì bệnh nhân đó cũng có thể chết. Cho nên không thể nào quy kết rằng là do bác sĩ thì bệnh nhân đó chết. Ví dụ thứ ba, ông A có chiếc xe đạp cũ, do đi nhiều và không có bảo quản tốt nên thường bị mục đó. Nên cái sườn xe nó bị mục đó. Có người hàng xóm đến mượn anh ta chiếc xe đạp, anh ta vui vẻ cho mượn và mô tả như thể chiếc xe đạp của mình còn rất là tốt. Và sau đó thì anh hàng xóm đi được một đoạn thì là cái sườn của chiếc xe nó bị gãy. Và khi người hàng xóm trình bày sự việc thì ai yêu cầu anh ấy phải đền tiền tương ứng với chiếc xe đạp còn nguyên, vì A cho rằng là sườn xe không tự nhiên gãy mà nó gãy là do cách anh hàng xóm sử dụng. Đây cũng là một cái loại hình ngụy biện do sai nguyên nhân, đánh đồng nguyên nhân với nguyên cớ. Rồi loại ngụy biện nữa đó là ngụy biện đánh vào tình cảm người khác. Ví dụ như học sinh đi chơi thì nên không làm bài tập. Một cái học sinh đi chơi cho nên là không có làm bài tập. Khi đến lớp thì cô giáo hỏi là sao em không làm bài tập về nhà. Thì học sinh nói rằng thưa cô, nhà em nghèo, lại đông anh em, bố mẹ em phải đi làm, em phải trông nom em nhỏ làm việc nhà phụ giúp ba mẹ, cô tha cho em lần này. Và học sinh kể lể. Thì đương nhiên là nếu như quả thật là có đúng như thế thì rất là đáng thương ha. Nhưng mà nếu sai, không có thật như thế mà học sinh này nói như vậy thì là cách dùng cái tâm lý, đánh vào cái tâm lý tình cảm của người nghe để gợi lên cái lòng thương xót, để được thừa nhận cái quan điểm của mình hay cái hành động của mình nó là phù hợp, là đúng ha. Rồi, một cái loại ngụy biện nữa đó là ngụy biện ngẫu nhiên.
Ví dụ như là thằng Bờm một hôm tuyên bố là làm thầy lang giúp đời, mấy hôm sau có người gặp anh ta khẩm khoản là con tôi bị tiêu chảy 2 ngày rồi nó không hết, cứ cái đà này là chắc nó chết thôi, thì mong anh cứu giùm. Thằng Bờm liền cầm cái bút lông chấm mực tàu, chăm chú viết viết vẽ vẽ lên giấy với bổi. Sau đó thì thằng Bờm nó bảo người nhà đốt cái tờ giấy thành tro rồi cho bệnh nhân đang tiêu chảy uống. Thì nhờ vào cái chất carbon trong tro than giấy đấy, nó khử độc được đường ruột cho nên bé nó cầm tiêu chảy và dần dần khỏi bệnh. Thì thằng thằng Bờm từ đó được khen là thầy lang giỏi. Thế một đêm nọ thì vợ thằng Bờm hỏi là y lý của việc cứu đứa bé bị tiêu chảy là như thế nào. Thằng Bờm hãnh diện đáp là ta vẽ hình con chó lên giấy bổi rồi đem đốt thành tro, sau đó đem tro ấy hòa vào nước cho thằng bé uống. Con chó ta vẽ sau khi vào ruột của thằng bé thì sẽ ăn hết phân, thế nên nó không còn tiêu chảy nữa. Đây là một cái hình thức dựa trên yếu tố ngẫu nhiên hả, ngẫu nhiên để ngụy biện cho cái hành động sai của mình, hành động không dựa vào cái sự nghiên cứu khoa học nào cả, cái kết quả khoa học nào cả. Và xem cái điều đó như là một cái quy luật ha, quy luật. Rồi ngụy biện dựa vào sự kém cỏi. Ví dụ như không có thế giới bên kia, vì nếu có thì các nhà khoa học đã tìm thấy rồi. Thủ pháp là của cái loại ngụy biện này là căn cứ vào việc ai đó không chứng minh được mệnh đề hoặc không làm tìm thấy một đối tượng nào đó để khẳng định rằng là mệnh đề trên sai hoặc đối tượng đó không tồn tại. Đề cao vai trò của các nhà khoa học ha. Nếu như mà các nhà khoa học đã không thấy thì chắc chắn không có. Tôi nghe điện thoại. Rồi. À. Một cái loại ngụy biện nữa là ngụy biện vòng quanh này. Vòng quanh. Ví dụ như tôi bảo bạn làm điều này vì tôi tôn trọng bạn, làm sao tôi biết bạn tôn trọng tôi? Thì nếu không thì tôi bảo bạn làm điều đó làm gì? Tức là lẫn lộn giữa lời giải thích với quan điểm đặt ra mà lập luận cứ lỏng quẩn như thế ha. Như là mày thân thì tao mới kể, tại sao mày nghĩ tao thân, tại vì tao kể cho mày. Rồi ngụy biện khái quát vội vã. Hai bà Trưng bà Triệu đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên chống Ách thống trị ngoại bang, vì vậy nếu có thế lực nước ngoài nào muốn xâm chiếm nước ta thì chị em phụ nữ sẽ là lãnh đạo nhân dân ta chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Đây là một cái cách quy nạp, một cách quy nạp trong cái lập luận. Nhưng mà cái cách quy nạp này thể hiện cái sự ngụy biện. Khi mà người ta đi đến cái kết luận tổng quát sau khi khảo sát rất ít những cái trường hợp riêng lẻ.
Nhưng mà nếu mà khảo sát thêm một số trường hợp nữa thì không có vội quá nha. Hai bà Trưng bà Triệu đã từng đó trong cuộc kháng chiến chống Pháp thì tỷ lệ phụ nữ bao nhiêu đó nhiều nữ anh hùng đó, rồi trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tỷ lệ bao nhiêu nữ anh hùng đó vân vân, kể cả một o du kích nhỏ cũng giương cao súng thằng Mỹ Lâm hôm bước cuối đầu vân vân, sau một loạt những cái trường hợp như thế thì chúng ta có thể suy luận quy nạp được. Còn đây là vội vã khi thấy mới có thấy một hoặc hai trường hợp đơn lẻ thôi là đã quy nạp rồi thì không được. Rồi sử dụng câu hỏi phức hợp, ví dụ như trong phiên tòa luật sư hỏi bị cáo rằng là anh ghét cô ấy và đã giết cô ấy phải không, trong lúc giam giữ để điều tra các điều tra viên đã đối xử với bị cáo như thế nào và sức khỏe của bị cáo có tốt không. Thì luật sư hỏi bị cáo đã đưa ra một câu hỏi bên trong chứa hai câu hỏi và một câu trả lời duy nhất cho cả hai câu hỏi. Thì đây là một cái loại ngụy biện dựa trên những cái câu hỏi phức hợp để nhằm một cái mục đích đạt được cái ý đồ trong cái việc là người được hỏi trả lời. Đó là nghệ thuật sử dụng câu hỏi trong thuật ngụy biện ha. Rồi một số những cái loại khác thì chúng ta thôi xem tự xem đi ha. Thế thì cái phương pháp bác bỏ ngụy biện ấy thì chúng ta thấy rằng là để bác bỏ một cái ngụy biện, thứ nhất là chúng ta phải nắm tắt nắm 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 bắt rất là rõ các cái quy luật logic, và thứ hai là chúng ta phải biết rõ các cái thủ thuật ngụy biện ha. Mỗi một cái thủ thuật như vậy là nó có những cái đặc điểm riêng, đặc trưng riêng và cách sử dụng riêng trong từng tùy trường hợp. Và cái bước thứ ba để bác bỏ ngụy biện là làm ngược lại các cái thủ thuật thủ pháp ngụy biện đó, làm ngược lại. Rồi thì đấy là một số những cái nội dung và một số những cái nội dung phía dưới thì chúng ta có thể đọc đọc để chúng ta hiểu là được rồi. Phần thứ 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 tư đấy, phần nguồn gốc của tư duy phi logic thuyết bất khả tri, không thừa nhận con người có khả năng nhận thức được thế giới, rồi có những cái lỗi khác trong cái thái độ và lập luận. Thì mấy cái này đọc đi, đọc sách là được. Rồi thì vấn đề ở đây là chúng ta thấy rằng là toàn bộ cái kiến thức mà logic ra chúng ta nghiên cứu đấy, toàn bộ kiến thức logic của chúng ta nghiên cứu thì nó nhằm cái mục đích là nó giúp cho tư duy chúng ta có khả năng hình thành nên khả năng tư duy chặt chẽ trong lập luận ha, chặt chẽ trong lập luận, phát hiện được những cái ngụy biện hay là những cái lỗi trong tư duy thông qua cái quy luật logic mà chúng ta đã khảo cứu. Cho nên chúng ta làm chủ được tư duy của mình. Và nó cũng xác lập một số những cái phương pháp cơ bản khi mà các bạn bắt đầu nghiên cứu khi học đại học và những cái bậc học cao hơn. Tại vì những cái lập luận trong cái tư duy của chúng ta đấy, những cái lập luận trong tư duy của chúng ta đấy thì nó cần phải đảm bảo cái cấu trúc logic và cái tính chặt chẽ của nó thì tư duy mới sắc bén được, mới sắc bén được. Cho nên những người có tư duy sắc bén là những người phải phải hiểu được cái cấu trúc logic của cái tiến trình tư duy bên trong não nó diễn ra như thế nào. Và chính vì vậy mà logic học là môn học mà nó vừa khó nhưng nó vừa mang tính thú vị ha. Nó khó vì nó trừu tượng, nó khó vì nó đang nghiên cứu một cái lĩnh vực bên trong hoạt động tư duy của chúng ta. Nhưng mà nó thú vị là khi chúng ta đã xác lập được rồi, chúng ta đã hiểu được cái cấu trúc của hoạt động tư duy rồi và chúng ta tránh được những cái lỗi đó thì chúng ta sẽ thấy sức mạnh tư duy của chúng ta sẽ tăng lên, lập luận của chúng ta trở nên chặt chẽ hơn, những cái luận đề mà chúng ta đưa ra khó bác bỏ hơn.
Và chúng ta thấy sẽ thấy rất nhiều ở cái điều này ở những cái người mà có học vị cao mà thực sự giỏi ha, hay là những nhà bác học hay là những nhà nghiên cứu, họ luôn luôn chặt chẽ trong tư duy, để khi mà họ nói ra một cái gì đó khó bắt bẻ, khó bác bỏ. Và họ phải hiểu được cái điều này để họ tranh luận trong sinh hoạt học thuật hoặc là những cái lập luận trong đời sống hàng ngày. Cho nên khi mà tư duy con người ta phát triển đấy, và các bạn tư duy đúng logic á, bạn sẽ thấy một số những cái người khác họ nói xàm hoặc họ nói nó không có đúng thì bạn cũng sẽ cười thôi, và bạn không có muốn tranh luận. Vì bạn hiểu rằng là do họ không hiểu được quy luật logic cho nên cũng chẳng tranh luận để làm gì. Cho nên học logic xong chúng ta bớt tranh luận lại. Nhưng mà học logic xong chúng ta lại thích tranh luận với những người giỏi tranh luận. Bớt tranh luận với những người không hiểu về logic. Rồi, đó là một số những cái nội dung môn học. Bây giờ chắc là chúng ta để lao 15 phút đi. Rồi thầy cho đề làm bài. Các bạn vẫn trong quá trình làm bài kiểm tra vẫn giữ cái câu chết nãy giờ thầy quên bấm ghi rồi. Thầy quên bấm ghi. Chúng ta nghỉ với làm 10 10 15 phút ha, rồi sau đó thì chúng ta vào lại làm bài kiểm tra giữa kỳ. Tuy nhiên thì các bạn vẫn giữ cái